Em chào cô và các bạn, sau đây thì em xin được trình bày về phần SQL Injection. Đầu tiên là về phần SQL Injection Intro. Nói sơ qua về Injection một xíu thì đây là một kiểu tấn công phổ biến trong các ứng dụng web. Thì khi mà ứng dụng web không kiểm tra hoặc xác thực đầu vào của người dùng đúng cách thì hacker có thể chèn các đoạn mã độc vào các form hoặc là truy vấn SQL của ứng dụng, dẫn đến việc thực thi các câu truy vấn không mong muốn và có thể lấy tất cả thông tin nhạy cảm của người dùng từ cơ sở dữ liệu. Thì sau đây thì em xin được demo một số cách để chúng ta có thể chèn mã SQL injection vào. Đầu tiên đó chính là bài 2. Bài này thì sẽ yêu cầu chúng ta là bộ phận của nhân viên bốp này, thì chúng ta được cấp đầy đủ các quyền quản trị viên, thì nói chung là chúng ta có thể toàn quyền thao tác trên cái database này. Thì đối với câu này thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là select sao from như bình thường, thì chúng ta có thể lấy được cái bộ phận của cái nhân viên là bốp này. Thì đến câu tiếp theo, câu này thì hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta thay đổi cái bộ phận làm việc của Toby thành cái bộ phận sale, thì để có thể sử dụng để có thể thay đổi cái bộ phận này thì chúng ta sử dụng câu lệnh là update employee và set cái bộ phận làm việc thành sale với cái ID của Toby thì nó đã có cái ID là ở cái bài số 2. Theo là bài số 4. Bài này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là thêm một cái trường số điện thoại vào cái vào cái bảng là employee, để thêm một trường vào thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là author table và cho employee và add một cái trường mới vào. Đối với bài số 5 thì hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta cấp quyền cho cái user có tên là unauthorized user. Để làm được để cấp quyền cho user này thì chúng ta sử dụng câu lệnh là grant select on grant right to authorize user. Tiếp theo chúng ta sẽ tới bài số 9. Bài này thì sẽ yêu cầu chúng ta là sử dụng chèn một số mã vào để có thể lấy được info của John. Thì chúng ta sẽ ở ô đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn vào cái này, chọn vào cái Smith và có dấu dấu nháy đơn, thứ hai là O và cái cuối cùng sẽ là cái dòng nháy đơn không có dấu nháy đơn ở cuối cùng. Thì câu lệnh sẽ ghép lại là select sao from user data where first name bằng John and last name bằng Smith or 1 bằng 1 và chúng ta sẽ nhấn get info thì chúng ta có thể lấy được tên của cái lấy được cái thông tin của tất cả các bạn như tất cả các user trong cái bảng user này. Đối với bài này thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ làm một cách để có thể lấy được tất cả thông tin từ trong bảng user. Thì ở dòng đầu tiên thì chúng ta sử dụng câu lệnh là login count, thì chúng ta sẽ có thể điền bất kỳ số nào cũng được, và cái số sau này thì chúng ta sẽ điền là chỗ user ID này chúng ta sẽ điền là 6 hoặc là true. Thì câu lệnh ghép lại thì sẽ được là select sao from user data where login count bằng 0 and user ID bằng 6 or true. Khi mà ghép ra thì nó sẽ lấy được tất cả các thông tin của các user. Bài này thì sẽ yêu cầu chúng ta là lấy tất cả các dữ liệu của bảng nhân viên
Thì đầu tiên thì chỗ này thì chúng ta sẽ đối với chỗ này thì chúng ta sẽ sử dụng chèn thêm một số mã sau. Chúng ta sẽ thêm câu lệnh này vào, đoạn mã này vào. Khi thêm đoạn mã này vào thì nó sẽ trở thành như sau. Select style from employee where last name bằng TAN or true, và khi mà chúng ta thêm hai dấu này thì tất cả đoạn sau thì nó sẽ trở thành comment. Và chúng ta sẽ get được tất cả các nhân viên trong cái bảng employee. Đối bài này thì chúng ta sẽ lấy chúng ta sẽ bài này sẽ yêu cầu chúng ta là đổi tên, đổi cái số tiền của tôi, đổi số tiền của cái Smith, đổi số tiền của Smith thành số tiền lớn nhất. Thì để làm được điều này thì ở cái dòng đầu tiên thì chúng ta sẽ nhập Smith bình thường, nhưng mà dòng số 2 thì chúng ta sẽ thêm đoạn code sau, đoạn mã sau. Đoạn mã này khi được chèn vào thì nó sẽ trở thành là select style from Smith, select style from employee where Smith, where last name bằng Smith, and authentication time bằng cái ID, và sau khi đó chúng ta sử dụng câu chấm phẩy và sẽ chúng ta sẽ chèn thêm đoạn mã là update employee set salary where cái outer time bằng cái 39SL99A, và khi get ra thì chúng ta sẽ sửa lại. Chúng ta sẽ thấy là John Smith có số tiền, có salary lớn nhất. Đối với bài 13 thì chúng ta sẽ cần phải xóa cái, khi mà chúng ta truy cập vào cái database thì nó sẽ có một cái bảng, thường thông thường sẽ có một cái bảng log để ghi lại những người đã truy cập vào hệ thống của chúng ta. Thì khi mà truy cập vào thì hệ thống sẽ lưu lại và hệ thống sẽ yêu cầu chúng ta cần phải xóa cái bảng này. Để xóa cái bảng này thì chúng ta cần biết câu lệnh mà ở bên dưới hệ thống sẽ làm gì, thì chúng ta sẽ qua cái số code của webgot. Thì trong số code này nó sẽ chạy câu lệnh là select style from accept where action line, và nó sẽ nhận đầu vào là một tham số. Thì chúng ta sẽ chèn một cái đoạn mã là vào đây, đoạn mã ở đây làm sao để có thể drop được cái table này đi. Thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau. Chúng ta sẽ sử dụng một đoạn mã là drop table access log, thì chúng ta sẽ xóa được cái table access log này. Chúc các bạn thành công.